quên mà lòng nhớ thương bóng ai mơ phải thu cô cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lên thành đô trong cao tay trao lên tay thôi đừng những gì xin lỡ. Trong phim và ngoài đời, trong phim muốn đụng tới cha gà hả? Bước qua sách pháp sư à. À, cha gà ngoài đời. Ê, muốn đụng tới cha gà hả? Bước qua xác của ta đi. Mẹ cho con đi chơi, mẹ sẽ trả lời sao? Không, mẹ không trả lời vậy, mẹ kêu là mày nhắm mày đi được, mày đi luôn đi. Chứ cái nhà này giống như cái khách sạn vậy, ai cũng chỉ về ngủ thôi à. Vậy là có nên đi không? Hay là nên trả tiền? Qua hỏi ba em là người rất đơn giản nè. Ba, cho con đi chơi được không? Đéo. La mulaga, la mulaga, doné mata mulaga.
ngày lành muốn thay đôi tay, cứ tung tăng ca cùng cùng ngày múa trong cơn say. Chẳng sợ ngoài kia người ta có nói bất cứ điều gì, trái đất thì vẫn cứ xoay đôi ta vẫn cứ yêu đi. Đêm nay nhờ ông trăng sáng chứng giám yêu thương đổi mình. Bao nhiêu vì sao trên cao anh vẫn dám hay cho em. Đừng lấy anh bảy, bảy nó bị hôi nát. Cầm ăn ba chén lưng chừng uống nước cầm lòng để dạ thương em. Thương cho cô gái môi hồng đềm đềm kết tóc chờ người xe tờ ngày nắng hừng hừng. Làm cháy làn da em xinh hơn cả ngàn hoa. Anh đừng buông ra, ta sẽ đi cùng nhau đến cuối ngân hà.
qua đi mẹ màu đỏ xem đào bỏ con ông cáo già cách cuộc đời không bến nào đổ nhưng chỗ em đổ là G63 em nói hồng nhan bạc kiệu có đại gia thì đời nói giàu lên thành phố em mới ba tháng em quay về nhà em nói có em xích em xích em ơi mẹ cho anh cần em thêm tô tô lên anh cắn ăn mới không bỏ. Sao vậy? Sao dạo này thấy lơ là với tôi quá vậy? Tôi có cảm giác là mấy người sắp bỏ tôi rồi phải không? Tao không có cấm mày yêu đương lung tung, nhưng mà mày lớn thì phải có khôn, phải biết thằng nào thương mình, thằng nào không, nghe chưa? Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Một đám cưới đình đám với sự xuất hiện của cô dâu 606 và chú rể không ai khác 404. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Còn người xưa ổ tình yêu của anh thương nhận thế kỷ trước. Anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được. Sài Gòn người xưa đã nhận cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu. Còn nhiều điều mà mình thiếu. Sài Gòn người xưa thương xa cắt thương gia bông vẫy cùng cô bác. Anh dắt em qua nhà khu thương mại sản quốc tấp nập người cô gái. Sài Gòn người xưa trên đường phố những chiếc Vespa và xấu mày. Nhưng vẫn còn đâu đó ở vùng ngoại ô những chiếc xe tăng đẹp máu chảy. Sài Gòn người xưa trời thu tâm biết nhà nuôi ta áo gái da nóng. Họ hẹn ở góc quán nhỏ sau giờ tan học đó là điều ta mong. Sài Gòn người xưa với mắt em đẹp như hồ ngọc của Đông Dương. Rồi chàng nghệ sĩ mày mơ trong đó tặng quên những chuỗi ngày phong sương. Da
don't jah laga. No 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 no, na 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 na. Duga ni gana boda don't jah laga. No 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 no, na 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 na. Chúc mừng em, người nhà em đã gả em cho một người sắp chết vì 185 tỷ. Hả? Người sắp chết gì? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em. Sự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả đi. Còn đến trung tâm thương mại nhà họ Lâm của chúng tôi mua giày, cô mà xứng à? Chồng cô còn khỏe không? Nghe nói sắp chết rồi. Xem ai dám bắt nạt em ấy. Tất cả những gì phu nhân thích cứ mua hết. Mua luôn tập đoàn nhà họ Lâm với danh nghĩa vợ anh. Những người còn lại cút hết. Vợ của Ngôn Nhất Trì không cần nhịn bất kỳ ai. Làm giấy lên phường xong được kỹ, thủ tục pháp lý xong được thi, tam bái phu thê thiên địa chứng, đồng tâm vĩnh kết cao được ngưng, kết thúc trò chơi tình nhân bằng một đám cưới thật linh đình. Là em đó cô dâu của anh trong cái bộ váy cưới thật xinh xinh, rước em và cái tán người khiêng dòng tiền lễ vật trong lĩnh khỉnh. Ta không bao giờ thích cô đâu. Hả? Mà lại yêu muốn chết. Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Đi ơi. Anh có biết là em yêu nhiều anh lắm.